These are good in the country. Great shelter. It reminds me of Kakadu in Northern Australia, right? The cover's so thick, above, the light comes in little beams like that. Let me see that. Cho tôi xem chứ nào. Gina! 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 Trả lại cho tớ đi nào. I don't get a chance. Tớ giờ chưa quay được cái gì thú vị mà. Hey John. Hey John. You ready for your close-up? Cậu quay mặt qua đây đi nào. What's up with the camera? Cậu làm hỏng cái máy camera bây giờ. What the hell vậy that? Chứ? Wow. Oh, let me để get tớ this. Xem nào. Thật là kỳ lạ đấy. Tớ nói có đúng không? Am I right? You see beauty. Cẩn thận đấy. I see spiders. Có chừng có nhện. Ở đâu nào? Where? Exactly. Đúng vậy. Where? Nhện ở đâu chứ? That's what bothers me. Cái màn nhện này đang làm tớ khó chịu đấy. Các cô đang nhìn cái gì vậy? Tớ chưa bao giờ thấy cái gì giống như vậy cả. Apparently this whole cái màn nhện này thật là lớn đấy. Wow. Okay. Được rồi. You are hình the như guy, chỉ có anh thức right? Tôi đúng không nào? I mean, ý của tôi là anh có nghiên cứu những thứ này không? To, like, thôi nào Gina. Gina. Hey, if it weren't for a few surprises. Này. And if I knew everything, hiện sự bất ngờ của mình tâm mà. Mọi người cũng bất ngờ giống okay. Tôi mà. What do you say we get back to walking? Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nào? Oh, đó là một idea. Ý kiến hay đấy. Yeah, it's a good idea. Chúng ta nên đi thôi. Nếu không trễ thôi. So there's still enough light to make camp. Okay. Được rồi, chúng ta đi nào. Shoot the crow. Okay. Oh wow, look at those big birds. Oh. Look. Nhìn kìa. Oh, that's tệ awful. Tớ không muốn xem cảnh này đâu. I don't want to see that. Can we can we do something? Cảnh này có gì đáng yêu đâu mà quay chứ. Nó phải lúc nào cũng có cảnh này. Nhìn cái này xem nào. Ryan, what đây là cái gì vậy? This? Đây là một it's nơi thờ cúng ấy mà. Offering, Geraldine. Âm thanh cái cổng vàng đấy chứ. Villages from Carney Martin. Có thể là một tôn giáo nào đó thờ nhện. Có thể là họ sống gần đây. Xem này. Creepy. Chúng ta có nên đi đến đó không? Are we going there? Trek tốt nhất là không nên đến đó. Too far out of the way. Chỗ đó có thể xa lắm đấy. That's good. Vậy thì tốt. Have you ever been? Nhưng anh có bao giờ đến đó chưa? No, chưa. But I heard about it. Nhưng tôi có nghe nói đến. American có một bác sĩ người Mỹ sống villages. Ở đó. Been there for years. Oh really? What's a? It's kind of like that. Có phải là một loại nữ woman, bác sĩ doctor, thích khám phá? You know, she lived nào? Amongst the apes. Yeah. Có lẽ là vậy đấy. Kinda. Really funny. This is our last night. Tôi muốn nói tối nay thật là một đêm rất thú vị đấy. Real pleasure sharing this experience with you all. Oh. Apart from Gina. Nhất là có thêm Gina ở đây. Anh vui tính thật đấy, Gina. Well, you chỉ đùa thôi mà. I was only joking. What'd you say? I mean, you complain. What's like your thing? Tôi muốn nói là it's cậu like đang muốn than phiền về họ đấy. Right? Có đúng không nào? Guys. Why would sao you say cậu that? Lại nói vậy chứ? I didn't mean không có ý so nghiêm trọng như vậy đâu. Maybe có lẽ một vài lời nói đùa cũng no, không sao đâu. Yeah, man.
Chuyện của con gái đấy mà. Chúng ta không nên nói vào lành gì. Types that talk about subtext rather than what's actually being said. I have no idea what that means. Tôi không biết anh đang ám chỉ điều gì. What are you guys talking about? Các cậu đang nói gì vậy? Talking about you two. Chúng ta đang nói về hai cô đó thôi nào, Brian. We were. Nothing bad. Chúng tôi chỉ nói về cuộc cãi vã của hai bạn thôi mà. Okay. Ta được rồi, đủ rồi đấy. Wait a minute, we're just getting to the good stuff here. Cô ấy là một chuyên gia hòa giải đấy. As a woman, I can tell you, no good will come. Tôi là chuyên gia trong những việc này đấy. Maybe. Có lẽ đúng là như vậy rồi. You coming? Cậu không đi à? No, không. I think I'm gonna hang out. Tôi muốn ở lại đây lâu hơn longer. Một chút. Why? Tại sao? Có lẽ là tại tớ chưa có mệt đấy mà. Maybe I'm not tired yet. Oh. Tớ được rồi. Right. Lạy Chúa tôi, có nhện. Ôi, lạy Chúa tôi. Oh my God, that burns. Where's it hurt, Jeremy? Tôi bị nhện cắn rồi. Vết thương tệ lắm à? Không, không có tệ lắm đâu. Cô cảm thấy đau lắm không? Some painkiller. Now? Geraldine, sao cô biết là do nhện cắn chứ? Tôi thấy có một con nhện ở trên đó đấy. Nó trông như thế nào? Nó chỉ là một con vợ thôi mà. Ôi lạy Chúa tôi. Nó chết mất thôi. Có phải nhớ ra hình dạng của nó chứ? Chuyện này rất quan trọng đấy. Tôi không biết nữa. Trời tối quá, tôi không thấy gì cả. Giữ chặt chỗ này giúp tôi nào. Chúng ta phải làm gì đây? Cô ấy cần phải được chữa trị ngay. Biết rồi. Nhưng chúng ta phải làm gì chứ? Chúng ta phải tìm người giúp cô nào. What about the village? Cô ta cần bác sĩ chữa trị đấy. Đúng vậy. Nhưng tìm đâu ra bác sĩ chứ? Tức là chúng ta nên tìm đường ra thị trấn. Ở đó có thể có bác sĩ đấy. Chúng ta còn chờ gì nữa chứ? Chúng ta phải đi liền ngay bây giờ. Sao lại có quá nhiều bụi cây như vậy chứ? Cản đường của chúng ta như thế này sao? Ai dẫn chúng ta đi con đường này thế? Chúng ta phải nhanh chân lên nào. Các anh khiến cô ấy cẩn thận đấy. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Ở đây có người bị bệnh. Có cái con nhện. Chúng ta có nên đi theo ông ta không? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên làm như thế đấy. Come on.
Bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Mang cô ta vào đây đi. Cô ta đã bị co giật đấy. Sẽ không sao chứ? Cho tôi xem vết cắn đã nào. Vết cắn nặng lắm đấy. Cái đó. Không, cảm ơn. Chắc tôi không mua đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là phản ứng của thuốc thôi mà. Cứ để tôi làm việc đi. Thế nào, ông ta là bác sĩ mà. He's a doctor. Được rồi. Nhìn cái cảnh này là tôi không muốn ở đây nữa rồi đấy. That's kind of my cue to leave. Yes, sir. Có thể đây là phong tục gì đó của họ. What, anyone? Có ý kiến gì nữa không? It's a spell cậu ta là biểu tượng của sự an toàn đấy. Đối với họ thì cậu ta chính là người bảo vệ đấy. Cậu ấy mang lại cho mọi người cảm giác an toàn. Cái chuyện đẹp đấy. Tôi chỉ muốn biết đây có phải là nơi thờ những con nhện không? Cô đến đúng chỗ rồi đấy. Geraldine, nhận là đức tin của họ. Unfortunately, your friend was bitten by a Bolivian Baja spider. Atrax. Họ sử dụng những chất độc của con nhện để bào chế một số loại thuốc. A pinhead is lethal to small animals. Fortunately, the same spider produces its own antibody. Thật là may mắn. Là trong một con nhện độc nào
đều có chất kháng độc của nó. Humans can't even hold two. Cũng như thế mà con người mới có thuốc giải được một số độc của nhện. Forget about the spiders. What about the humans? Còn con người thì sao chứ? How much is lethal? Chúng mới là những kẻ mang đến chất độc cho con người. Geraldine, nếu không làm vì hại chúng thì chúng sẽ không cắn cô độc. Tôi chỉ có thể giải độc chứ tôi không thể nào bỏ lũ trên không cắn các bạn. Bây giờ các bạn nên đi ra ngoài tìm thêm người đến giúp. Hãy dẫn họ ra khỏi đây đi. What? Cái gì nào? So what now? Chúng ta làm gì bây giờ? She needs real. Cô ta cần được chăm sóc. The rest of you should follow the trail back. Tôi đi cả đã. Head to town. Tôi sẽ ở đây. I'll stay here with Geraldine. You're not staying here by yourself. Anh không có ở đây một mình đâu. Tôi sẽ không sao đâu mà. You're all welcome to stay. I assure you. Mọi người ở đây không có làm gì. Các bạn đâu? Tôi có thể bảo đảm chuyện đó mà. Một số trong các bạn có thể đi tìm thêm người giúp đỡ. Okay. Được rồi. Tôi sẽ không ở lại đây đâu. Mọi người muốn ở lại đây dưới lũ người này à? Okay. Look, I'll lead the group. Tôi sẽ đi ra ngoài tìm người giúp đỡ. Medical airlift, ambulance, whatever they use out here. Brian, anh có muốn ở lại không, Brian? Có chứ. Yeah. Tôi cũng sẽ ở lại. I'll stay too. Bạn có thêm ai ở lại chứ? Someone should stay. Okay. Cậu không thể ở lại đâu. There's absolutely no way that you can stay here on your own. We can't just run off. Cậu không thể ở lại đây được. You cannot stay here. I'm staying. And what do you care anyway? It'll give you more time to spend. Cậu thì có thể làm được gì nào? Stacy, don't get off. Just go. You sure you want to stay? Nói gì vậy chứ? Definitely. Cậu cứ đi khỏi đây đi. It'll be an adventure. Cậu muốn ở lại đây à? Đúng vậy. Tôi sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Tôi đi nhanh lên đi nào. How creepy. Thôi nào, chúng ta cứ tiếp tục đi thôi. Are you sure you know what you're looking at? Không có chắc là đường đi không đấy. Tôi có mang theo bản đồ mà. Chừng nào ra đến thị trấn thì tôi mới hết cái cảm giác khó chịu khi ở trong những nơi như thế này. Anh nhìn được cho kỹ đấy, tôi biết rồi mà. Chúng ta giống như là đang lạc trên một con đảo nào đó ở trong phim vậy. Chúng ta sẽ tìm được con đường ra thôi mà. Được rồi, tôi hy vọng là vậy. Tức ăn đến rồi nè. Bonjour. You know, I've had an tôi không có cảm giác đói bụng. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Bác sĩ, ông ở đây có nghiên cứu về nhện à? Đúng vậy. Ở đây có rất nhiều loại nhện đấy. Tôi giáo ở đây có giống với những dân tộc sống ở Nam Mỹ không? Something like South America. Or something not. Well, wait a minute. Ở đây phải khác chứ. Not here, right? Yeah. Well, that's. Lúc đầu tôi cũng đến đây để du lịch. Chứ rồi là bị lạc ở nơi này và bị nó hô hấp. Chúng tôi cũng đến đây du lịch đấy. You don't know where you are. This spot on the planet is unlike any other spot. Ở trong khu vực này. Your assumption is right. Yes, all spiders are regional. Ở đây tôi có những loài nhện lạ phục vụ cho việc nghiên cứu. Ngoài ra ở đây còn có một số loài nhện ở Bắc Mỹ và Nam Phi nữa. Đây thật là một nơi thú vị đấy. Con nhện đó có độc à? Ừ. Deadly.
brother. Đó là em của tôi đấy. Lúc nào nó cũng làm cho tôi nhớ đến cái vết thương trên mặt của nó là do tôi gây ra đấy. Ở đây có đền chùa hay thứ gì là cho chúng tôi tham quan không? Chỉ có một cái hang nhện thôi. Có lẽ chúng ta nên ở đây. Chúng ta phải đi tham quan chứ. It's not far. I can send a man to show you the way. Tôi bảo đảm là cô sẽ không quên chuyến tham quan này đâu. Wow. Look at that. Cái lỗ đó thật là lớn. Không biết là nó dành cho cái loài nhện nào đây. Can we go in? Cô đi đâu vậy? Tôi đi vào trong đó. Let's go inside. Có lẽ chúng ta nên quay trở về thôi. Wow. Bombay mix. Tôi đang ăn giờ đây. Stacy. 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 Tôi đây. Yeah. We don't do that. Just stay tôi đâu mà see tôi you. Có thể nhìn thấy đấy. Okay, Dad. Được rồi. Stacy. À. Oh man. Don't move. Đừng có cử động. Don't move. Get it off. Lấy nó ra đi nào. Oh, Brian. Get it deep, Brian. Come on, hurry up, Brian. Get it off. Lấy nó ra đi. Con đứa kia. One more. Còn nữa kìa. One more. Còn nữa. Where? Where'd it go? Nó đâu mất rồi chứ? We can go now. Yeah, chúng ta đi được chưa vậy? Được rồi, chúng ta đi thôi nào.
đi xe kìa. Có xe rồi, nhanh lên nào. Có nhìn tất cả những thứ này sao? Trong đây hơi tối một chút đấy. This isn't right. Hình như đây là chỗ khác. Okay, chúng ta so quay lại đi nào. We turn the corner and let's just và go tìm back. Ra thôi. Đây có phải là nơi anh lấy con dao ra khỏi người của tôi không? Tôi nghĩ là vậy đấy. Đúng vậy, tôi chắc chắn như thế. Nó đâu rồi chứ? Nó phải ở đâu đó chứ. Nó đây rồi nè. Nó đây rồi. Brian nè. Brian. 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 Brian nè. Okay, no. Đừng như vậy không vui đâu. Tôi sẽ ra ngoài đó. I'll be outside, okay? Okay, Brian. Brian à. Thật là may mắn khi chúng ta gặp chuyến xe này. Lỗ tai của anh cũng thích lắm đấy. Thế nào cô cũng nghe mà. Lỗ tai cô cũng thích lắm chứ. Cho tôi hỏi có phải là chuyến xe này dẫn vào thị trấn không vậy? Tôi xin lỗi, không sao cả. Anh cũng muốn được như vậy mà. Đúng vậy, nhưng chuyện này bất ngờ quá. Hello? Xin chào. Hello? Xin chào. Oh God, where am I? I'm sure it was this way. Brian? Brian à. Brian. Brian. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Go
Sao chúng ta không tìm khách sạn nào đó đi? Chúng ta đi đâu nào? Gerald, có cần tôi giúp một tay không? Không, được rồi. Chúng ta đi thôi. Yeah, should be too hard to find. I just look for a building. Tôi sẽ đi tìm một nơi nào đó. Có người có thể giúp đỡ chúng ta được. Oh, whole new kind of traffic. Một loại xe mới à? Này, bây giờ. Ye sab nikal dijiye yahan se. Found it. Tôi thấy được cảnh sát rồi nè. Có nhiều người mất tích quá chị. Tôi biết rồi mà. Nếu tôi mất tích thì anh có đi tìm tôi không nào? Để tôi suy nghĩ lại chứ thôi nào. Tôi đùa thôi mà. Các người đến đây làm gì vậy? Chúng tôi cần giúp đỡ. Hello. Xin chào. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông. You, your help. Do you not speak anh đã nói tiếng Anh đấy à? Oh yeah, vâng. Vậy là ông cần biết tiếng Anh. Oh, so do you. Pretty well, I'm told. Mời anh rồi. Xin lỗi. Sorry. I'm Sergeant tôi là sĩ quan cảnh sát ở đây. Oh, xin chào. Hi. Xin chào. Sorry about this. Xin lỗi vì văn phòng hơi bề bộn. Gần đây có nhiều người mất tích quá hả? Hard not to có phần nữa số người mất tích yeah, vẫn chưa tìm được. Tôi cũng nghĩ như vậy. My đây là người cảnh sát làm ở đây trước tôi. So ở đây mất tích 2 tháng trước rồi. Tôi mới đến đây làm được 2 tuần. But they keep putting me in postings when nobody else. Cô thường đó ngay cả người dân địa phương cũng ít vào. And as for you too. Chúng tôi đang trong rừng thì có một người trong nhóm chúng tôi bị nhện cắn. One of our group got bit by a spider. Yeah, go on. Hey, a spider? Bị nhện cắn à? Đúng vậy. Chắc có ta cần phải được chăm sóc y tế. Cô ta đang ở trong một ngôi làng trong rừng đây. Yeah. So is there like a helicopter? Chúng tôi cần phải có trực thăng để cứu hộ. Helicopter. Trực thăng à? Sorry. Tôi không hứa chắc về trực thăng nhé. Do you remember the name of anh có nhớ tên của ngôi làng đó không? Hình như tên là Kaderli Mata thì phải. You know? Đúng vậy, ông biết à? It's a village much talked about by the locals. Người dân ở đây có rất nhiều truyền thuyết về ngôi làng đó. But I have been so busy trying to get acquainted with this town, I have yet to go into the jungle and look around. She was treated by the doctor. Cô ta đang được bác sĩ ở đó chăm sóc. He said there were going to be more supplies. Có thêm, she was, thêm thuốc men đấy. You know. Tôi có thể rời khỏi đây được chưa vậy? So your friends are there too. Yeah. Okay. Được rồi. I'll see what I can. Để tôi xem mình có thể làm gì. Thank you.
Civilization has beaten chào mừng đến với nhà của tôi. I'm Lecrupus. Tôi là tiến sĩ Lecrupus. Dr. Lecrupus. Tiến sĩ Lecrupus. Chắc anh là nhân viên cảnh sát Sergeant ở trong thị trấn. Tôi rất vui khi được gặp mặt anh thế này. Face to face. Although it brought me great pain to hear about your predecessor, I hope he turns up. So do I. Tôi cũng vậy. Yeah. Tôi vui khi nghe như thế đấy. You are running a tight ship in your town. Tôi không có ý gì xấu. I don't run the tôi chỉ town. Muốn bảo vệ I mọi just người protect thôi. It. Really? Tốt lắm. They really get whipped into a frenzy with newcomers. Thì không thân thiện lắm đâu. What is that? Hắn là ai vậy? It's my brother. Đó là em của tôi đấy. Em của ông à? Yeah. Đúng vậy. He suffers from a nó bị một vết thương ở trên mặt nên phải che lại như vậy. The natives here think him missing. Chỉ đó rất được những người dân ở đây tin tưởng. He hates civilization. It's well founded. Anh đến đây vì một cô gái bị chèn cắn à? Đúng vậy. That's right. How is she? Cô ta thế nào rồi? Dead. No, she's well enough. Cô ta đã đỡ hơn rồi. Start. You know how the jungle can be after dark. I see. Tôi hiểu. Is there anything else? Ông còn muốn gì nữa không? Well, ông có thể trả súng lại cho tôi được không nào? Of course. Tất nhiên rồi. Oh yeah, by the way, what's the word on the helicopter? Chiếc trực thăng đó tới đây để làm gì vậy? Helicopter. Yes, don't you know about the helicopter? No. Ông không biết gì về chiếc trực thăng à? Tôi không biết gì về nó cả. Take a look around? No, I don't. Ông có việc cho tôi đi xem xung quanh chứ? Tất nhiên là không. Maybe visit the temple. Heard so much about it, never seen it. Most curious. It is spectacular. Ở đây có một nơi rất đặc biệt. It will make your trip worthwhile. Ông có muốn xem qua không?
gonna be a while yet. Con có thể đừng có đi qua đi lại nữa, có được không nào? Might as well sit down. Go to your room. Con đang nghĩ gì vậy? Hang out and stuff. Ngồi xuống đi nào. And stuff. Yeah, nice try. Anh nói đủ rồi đấy. You're making me tired. Nhưng mà tôi cảm thấy mệt quá. I just feel guilty, tôi chỉ you cảm know? Thấy có lỗi thôi. Knew it. I should have stayed with lẽ Stacey. Ra tôi nên ở lại với Stacey. Okay. There. I mean, that was the đó là một kỳ nghỉ hè khốn kiếp quá. Stupid vacation. Take it, this wasn't your first. Nhưng đó là chọn lựa của tất cả mọi người mà. Gee, you think? Anh nghĩ là tôi thích lắm mà. Đây là cái hang nhện à? Không vậy. Hello. Xin chào. Chị của Stacey chưa? Not yet. Vẫn chưa có. Phil's heading to the next tower. Phil đang đi right qua now. Thị trấn kế bên để tìm thêm người giúp đỡ. Updated than this one. Anh nghĩ có khi nào cô ta đã được đưa đến bệnh viện rồi không? Yeah, cũng có thể như vậy chứ. Huh?
Tôi cũng muốn định đi về quê làng đó để xem tình hình của cô ta như thế nào. Không biết ông bác sĩ đó có chăm sóc cho cô ta không nữa. Hoặc cũng có thể ông ấy không lo gì cho cô ta cả. Sao cô lại nói vậy chứ? Ông ta là một bác sĩ mà. Sao ông ta có thể làm như vậy được chứ? Tôi sẽ trở lại đó với anh ta. Không. Không phải ở lại đây. There needs to be someone here when phải they có do ai đó ở đây chứ. Yeah, and somebody else được rồi mà. Can do that. Gina, I told you already. Gina, I'm gonna head to the village. Tôi nói với cô rồi. Tôi sẽ là người đến ngôi làng mà. I can either go with you. Dù anh có đi hay không you. Thì tôi cũng way, đi đến đó thôi. Cô có nghe thấy tiếng chuyện không? Yeah. Có. Tiếng của trực thăng đấy. Thấy chưa nào? Tôi biết là thế nào trực thăng cũng đến mà. Có lẽ ông cảnh sát đã kêu trực thăng đến. Có lẽ là như vậy. Vậy thì chiếc trực thăng đó làm gì? Mà cứ bay ở trên trời thế chứ? Sao nó không đến trước chúng ta? Cô có nghe thấy không? Yeah. Có chứ. Come on. Chúng ta đi nhanh lên nào. Là tiếng kêu cứu của Stacy, Gina. No!
cứu tôi chứ. Đừng có đi lên trên đó. Chạy đi nào. Đừng có chạy lên trên đó chứ. Daisy, tính lại đi nào. Tính chạy đi nào, nhanh lên. Daisy, tính chạy đi nào. Cô ta chưa chết đâu. Cô ta vẫn còn sống đây. Nhưng không có cảm giác gì cả. Ôi Chúa tôi. Daisy. Gina. Sao đâu em trai à? Biết ra đường nào đấy chứ? Gina! Daisy à? Gina, get a grip. Hay chứ là bọn chúng đang đến đấy. Chia ra đi tìm đi nào.
đi tiếp đi nào. Gina. Nó đi đâu? Leave it. Bỏ nó đi. Gina. 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 Anh biết không, khi sắp chết mà tôi vẫn không muốn bỏ lại cái dây chuyền đó. Anh không sao chứ? Tôi ổn mà. Chúng ta phải đi ra khỏi đây thôi. Làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi đây hả? Hey,
You should really pay your subscription. Chỉ tôi có việc khẩn cấp thôi mà. Chính là hắn đấy. What is it? Cái gì vậy? Nó vẫn còn hoạt động. Let me see it. Cho tôi xem chứ được không nào? Gina, you shouldn't watch. Có không nên xem cái này? John à, cho tôi xem với đi chứ. John, let me see. Đưa đây cho tôi nào. Lạy Chúa tôi. Lạy Chúa, thật là tội nghiệp cho Stacy. Ryan. Gina, giúp tôi một tay chứ nào. John, he blinked. Hình như Brian bị gì đó. Cái gì? He blinked. Brian. We're gonna get you out. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi đây. Hold on, Brian. Từ từ thôi nào. Hold on. Hold on. Không sao đâu mà. Hold on. He's gonna be okay, Brian. Anh sẽ không sao đâu. Ryan. 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 Come on. Tỉnh dậy đi nào. Ryan. Ryan. Có ai không? Thật cười khi gặp ông đấy. Bạn anh đấy à? Đúng vậy. Đó là Brian. Làm sao chúng ta ra khỏi được đây chứ? Tôi cũng đang tìm cách đây. We follow them. Chúng ta cứ đi theo chúng. Perhaps they lead us to a way out. Có thể chúng biết đường ra đấy. Perhaps they lead us to your friend. Không, không là như vậy. What about Brian? Còn Brian thì sao? We can't just leave him. Chúng ta không thể để anh ấy ở lại đây được. We must go. Chúng ta phải đi thôi. Come.
cái hố này sâu quá. This is đây là tổ chợt à. Hey, what's that? Có cái gì trên đó kìa. I do not have tôi cũng không biết nữa. So what chúng now? Ta làm gì đây chứ? Cứ tiếp tục đi thôi. Where? Đi đâu? Yeah, right. Bên đó có lối đi kìa. Can you do it? Chúng ta có qua đó được không chứ? Tôi nghĩ là được đấy. Yeah, fine, được rồi, okay. Chúng ta đi thôi nào. Let's go. Tôi nghĩ là tôi có chứng cứ về tội ác của chúng rồi đấy, đúng vậy. Buôn bán nội tạng của người. Cái gì? Chúng buôn bán nội tạng của con người ở chợ đen đấy. Những cây ống đó chắc chắn dùng để dẫn chất độc. Chất độc à? Chắc làm giảm sự oxy hóa của cơ thể cơ quan nội tạng. Slows down the atrophy of the organs. I'm sorry, what are you talking about? Để cho nội tạng được tươi để vận chuyển thế bạn. Lạy Chúa, đó là người đồng nghiệp của tôi. God vole. Bà cô đã làm cho tôi bực bội rồi đấy. Dirty, itchy. Oh God! Oh no! No! Oh. Gina. Tracy. Tracy. Rocco. Cảnh sát này. The police force has arrived. The police force. Đây là thời điểm tốt cho ông để ông đầu hàng đấy. Điều gì làm cho ông nghĩ là tôi sẽ đầu hàng chứ? Công việc buôn bán của tôi đang thuận lợi mà. Dù sao cũng cảm ơn đã nhắc nhở tôi.
đến rồi. Chúng ta phải làm gì đây chứ? Có một ý kiến này. Ta sẽ qua đó trước. Mọi người sẽ theo sau được chứ? Được rồi. Có vẻ ổn rồi đấy. Mọi người đi theo tôi nào. Đừng có nhìn xuống. Tất nhiên rồi. Yes, of course. Stacy, đi từ từ thôi nào. Steady. Patrick, what is it? Có chuyện gì vậy? Không có gì. Nothing. Đi nhanh lên đi nào. John, cậu đứng đó chờ nhé. Khoan đi cái đã đấy. It's all going to be fine. Đi từ từ thôi nào. You're a terrible liar. My wife says the same thing. Gina. Buông cô ta ra đi, cái thằng khốn kia. Cô có biết mình đang đi đâu không? Đang ở đâu không? Nhìn xung quanh đi nào. Đây sẽ là bờ chôn của cô đấy. Cô phải chết. Chị đã dám giết hai em của tôi. Cố lên, bám chặt cho nào. Gina, cố lên đi nào.
Gina, bám chặt nhau đi. Cô ấy không sao rồi. Cố lên đi Gina. Cố lên nào. Cố lên nào. John à, tôi sẽ trở lại cứu anh đấy John à. Tôi sẽ trở lại cứu anh đấy. Chúng ta đi thôi nào. Tiếng gì vậy chứ? Chạy thôi nào. Tôi là cảnh sát đây. Miss Sergeant Chaudhry. Tôi là cảnh sát đây. Nice to see you both. Rất vui khi gặp lại các bạn đấy. Very funny. Chúng tôi cũng rất vui. Tôi đã gọi người đến cứu đấy. Nicolo, take it off. Lấy tấm che mặt ra đi.
Is that your... Có phải là hắn không vậy? Rako. Thôi, chơi lại đi Put nào. Put it on. Where's Geraldine and Brian? Mọi người ổn không? They didn't Chúng make tôi ổn it. Mà. And John? Còn John đâu rồi? There's someone else? Còn ai nữa không à? Yeah. Vâng. John! John à? John! Your friend. Bà cô khỏe lại chưa vậy? Yeah. Cô ấy cảm thấy khá hơn rồi đấy. She's getting better, thanks. Sergeant Shepard. Có tin gì của John không hả? Is there any news of John? My men are up there every day. Đi tiếp rồi. Some take two, even three shifts. But no, Nhưng not yet. Nhưng vẫn chưa có tin gì mới cả. Have Ông sẽ không bỏ cuộc chứ. Yes. Nhưng I got as far as the entrance, để tìm then ra it became... Tôi đã hứa rồi mà. Little difficult Chúng to breathe. Tôi biết chuyện này rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. We'll find him, Chúng Gina. Tôi sẽ tìm ra cậu we'll ấy, Gina. We'll keep looking until we do. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Yeah. Nhưng...